Honda. Thêm nữa, các phiên bản Honda BRV có doanh số khá tốt trong tháng đầu năm 2023. Edition Honda BRV version with good sales in the first month of 2024. Thì lại không có chương trình ưu đãi nào. Do not have any incentive program. Nhưng mẫu xe gầm cao Honda HR-V vẫn tiếp tục duy trì 50% phí trước bạ. Bất giờ 2 riding Honda HR-V model continue to maintain recent fee combined with our incentive for và kết hợp với các ưu đãi khác của những nhà phân phối. Đáng chú ý cũng trong tháng 4 2024 này, mẫu xe đạp ở cỡ xe Honda Civic bất ngờ được giảm toàn bộ lệ phí trước bạ cho các phiên bản. Với tâm lý also with April 2024, the Honda Civic sedan should receive a full reduction in registration. Theo đó, người dùng sẽ tiết kiệm từ 77 đến hơn 104 tùy theo tỉnh thành. Mức giảm này chưa bao gồm các ưu đãi khác của nhà phân phối. Independent on the province and city, this reduction does not include other incentive from distributor. Với Honda Civic được đánh giá cao ở khả năng vận hành, kiểu dáng thể thao và nhiệt tính năng an toàn. Honda Civic is highly upgraded for its performance, sporty design, mainly safety feature. Tuy nhiên, mức giá cao với mặt bằng chung và thời điểm kinh tế có phần chậm, phí trước bán của mẫu xe này không cao và thường xếp chót. However, the hybrid compared to the general level and slow economic time have made itself exist more and not high often rank as segment. Mẫu xe giảm mạnh nhất của Honda là Honda Accord khi mức giảm từ chỉ từ mặt tiền đến 220. Mức giảm trên áp dụng cho tất cả các phiên bản. Honda car model with the summit degree is the Honda Accord with reduction of up to 220. The above discount apply to version. Mức giảm trên không áp dụng cho các không phụ thuộc vào số VIN. Và để ưu đãi trên, người mua phải ký hợp đồng và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% trong tháng 4. Điều này cũng tương tự với Honda Accord, dù có phân ưu thế về cảm giác lái trong phân khúc nhưng giá bán cao để tiệm cận nhiều mẫu xe hạng sang. Tu sempre.